Rất nhiều anh chị em chúng ta cho rằng việc tạo thumbnail cho Shorts là thừa giấy vẽ voi, là phí công vô ích. Đặc biệt là khi chúng ta biết rằng hành vi của khán giả ở trên kệ Shorts là gạt lên liên tục, người ta không nhìn thấy thumbnail mà mình đã thiết kế. Vậy thực ra thì có nên làm thumbnail cho video ngắn hay không? Thứ nhất là mặc dù ở trên kệ Shorts và trên điện thoại, khán giả không nhìn thấy thumbnail của mình, tuy nhiên chúng ta phải lưu ý rằng là trên các cái màn hình ngang truyền thống như là máy tính hay là TV thì họ vẫn nhìn thấy khi chúng ta làm cái thumb này. Vì vậy nếu mà chúng ta không thiết kế thumb thì đương nhiên là chúng ta sẽ bỏ sót một lượng không nhỏ view đến từ các cái màn hình ngang này. Ngoài ra khi chúng ta đã bỏ công bỏ sức ra để làm thumbnail ấy thì ngoài view đến từ kệ Shorts bình thường, chúng ta sẽ tăng cơ hội rất nhiều để có thêm view từ hai nguồn lưu lượng truy cập là duyệt qua các tính năng và video đề xuất. Đây chính là hai nguồn view quan trọng nhất trên YouTube. Điều thứ ba là đến thời điểm hiện nay thì doanh thu từ trên kệ Shorts vẫn đang còn rất hạn chế. Bạn chỉ nhận được $100 cho một số lượng view rất khủng là 20 triệu view. Chính vì vậy mà khi chúng ta có thêm nhiều view từ duyệt qua các tính năng, view từ video đề xuất, nói tóm lại là các cái view đến từ các màn hình ngang ấy, thì doanh thu của kênh sẽ được cải thiện rất là đáng kể. Đây chính là một bước quan trọng mà mình đã nói trong video 4 bước kiếm tiền khủng từ video ngắn. Các bạn có thể tìm xem ở đây. Chúc anh chị em một năm mới bội thu với YouTube.